Thưa quý vị và các bạn, sau 25 năm tái lập, tỉnh Bình Phước hôm nay đã và đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành tỉnh công nghiệp. Trên mỗi chặng đường đó đều ghi dấu những đóng góp quan trọng của lực lượng công chức, viên chức, người lao động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và trong khối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức cũng vì thế mà viết tiếp trang sử tuổi 25 bằng những gam màu tươi sáng. Trong mái ấm công đoàn vẫn còn nồng mùi sân mới, chị Vũ Thị Huyền thực sự thấy ấm lòng. Vợ chồng chị Huyền cùng là giáo viên tiểu học dạy ở điểm lẻ ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện. Đồng lương đã thấp lại phải nuôi con bị bệnh về não, nên dù căn nhà gỗ cũ nát gần sập rồi mà chị vẫn không thể tu sửa. Để giúp gia đình chị Huyền thực hiện hóa ước mơ an cư lập nghiệp, đầu năm 2021, công đoàn huyện Bù Đốp đã hỗ trợ 50 triệu đồng, bạn bè, giáo viên trong trường, mỗi người giúp thêm một ít. Mái ấm trị giá 100 triệu đồng của gia đình chị Huyền đã hoàn thiện. Tuy không quá rộng rãi về mặt diện tích, nhưng đã trên kín, bền dưới, giúp gia đình chị an tâm trong những ngày mưa gió. Nhận được cái sự hỗ trợ đó và trên tinh thần là cái mái ấm công đoàn dành riêng cho những công đoàn viên gặp khó khăn, thì bản thân em cảm thấy là mình rất là xúc động và đặt niềm tin rất là nhiều cho cái tương lai sắp tới của mình. Sẽ phải cố gắng nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn để mà đáp lại cái sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên dành cho cá nhân của em và tất cả những công đoàn viên trong ngành giáo dục. Lấy người lao động làm trung tâm của sự chăm lo, đó là tình thương, trách nhiệm của người cán bộ công đoàn. Suy nghĩ ấy đã trở thành niềm tin mãnh liệt khiến chị Trần Thị Toan, cán bộ công đoàn chuyên trách công ty trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eastern Việt Nam, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, gắn trọn thời gian và nhiệt huyết của mình với cái công việc mà mọi người vẫn thường cho rằng làm sâu chậm họ. Không chỉ biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của hơn 3.800 công nhân, hàng năm chị Toan còn đứng ra tổ chức nhiều chương trình kết nối yêu thương, trợ giúp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Trưởng thành từ công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đầu năm 2021, chị Toan được tổ chức công đoàn giới thiệu cho các cấp ủy bồi dưỡng và kết nạp vào tổ chức đảng, và chị cũng là hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước. Em cảm thấy rất là tự hào về tổ chức của mình và em cũng rất tự hào về cái nghề của em. Thông qua cái nghề của em đã giúp đỡ được rất là nhiều người. Từ khi em làm cán bộ công đoàn chuyên trách đến giờ thì em cũng đã tích cực vận động cùng với ban chấp hành công đoàn đã tích cực vận động và hỗ trợ hơn. Đến nay là cũng gần 40 người đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn và người lao động rất là cần em. Nên là em sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Bắt gặp những cuộc đời hồi sinh nhờ vòng tay công đoàn, chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của các công đoàn viên khi đón nhận sự trợ giúp. Nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ cùng với quyết tâm gắn bó, không rời tổ chức của những cán bộ công đoàn đầy nhiệt huyết. Nghe thấy triệu lời cảm ơn chân thành nhất đến từ các chủ doanh nghiệp. Sự ấm áp cứ như thế mà lan tỏa suốt hành trình 25 năm công đoàn Bình Phước giữ trọn niềm tin với đảng, trở thành điểm tựa của công nhân người lao động. Nhớ lại những ngày đầu tái lập, ngày 1 tháng 1 năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 5 liên đoàn lao động huyện, 52 công đoàn cơ sở với 29.422 đoàn viên. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, công đoàn Bình Phước đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng chất tổ chức công đoàn cơ sở, mạnh về lượng và vững về chất. Tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã có 1.246 công đoàn cơ sở được củng cố và phát triển, tương ứng với hơn 105.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt trên tổng số 167.000 công nhân viên chức người lao động toàn tỉnh.
Công đoàn Bình Phước đã trở thành ngôi nhà chung, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong khối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức trong tỉnh. Các hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua thì phải nói là các đồng chí đã có nhiều chuyển hướng trong công việc rất là hiệu quả. Ở đây thì kể đến là một vài cái việc mà các đồng chí triển khai thực hiện rất là tốt. Ví dụ như là chăm lo đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động. Thì công đoàn các cấp các đồng chí đã đảm bảo được cho cái nhu cầu về an sinh xã hội của địa phương. Tiếp tục bứt phá những giá trị đã và đang đạt được trong tiến trình phát triển kinh tế hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã kịp thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Theo đó, hơn 2.230 cán bộ công đoàn cơ sở đang công tác, làm việc trong tất cả các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Họ đều là những người hội tụ đủ năng lực, phẩm chất, đảm đương tốt vai trò, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chúng tôi thường xuyên đi xuống cơ sở nắm bắt những cái tâm tư, những nguyện vọng của công nhân lao động. Từ đó chúng tôi nghĩa là trao đổi qua lại, thậm chí là qua Facebook, qua Zalo để chúng tôi tìm hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Nếu như ở các cấp công đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp luôn hướng đến xây dựng người cán bộ công chức, viên chức, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, các phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả hàng năm có 75% công đoàn cấp trên xếp loại tốt, 91,82% công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, 58,21% công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài đạt vững mạnh. Những năm qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 4.000 đoàn viên ưu tú, có 2.700 người được kết nạp Đảng. Phải nói rằng từ ngày thành lập tổ chức công đoàn đó, thì cái tinh thần cũng như là cái quyết tâm của đội ngũ người lao động có cái chuyển biến hết sức tích cực trong cái thực hiện nhiệm vụ mà công ty đã đề ra. Hướng về cơ sở với chủ đề đoàn kết sáng tạo, vượt khó, phát triển. Tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra xuyên suốt 9 năm nay đã trở thành đợt cao điểm để động viên người lao động phát huy sáng kiến, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Đồng thời, chuỗi hoạt động cũng thể hiện rõ cộng đồng trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong việc lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cảm ơn người lao động. Thấy được là công đoàn luôn nắm bắt cũng như là chăm sóc đến tận tình các công đoàn viên, thể hiện qua các cái hoạt động như là ví dụ như là tụi em có bị đau ốm hay là người thân bị đau ốm thì công đoàn luôn có những lời động viên cũng như là những xuất quà cho tụi em cũng như là giúp đỡ một số khó khăn kịp thời cho tụi em trong các cái giai đoạn khó khăn, ví dụ là dịch bệnh. Sinh nhật hàng tháng, hàng quý cũng sẽ được tổ chức. Ngoài ra thì tụi em có được chủ động nói lên những cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là những cái mình không hài lòng với doanh nghiệp đối với công đoàn để công đoàn có thể nói lên với chủ doanh nghiệp và lắng nghe lại những cái phản hồi của chủ doanh nghiệp và cùng đưa đến một cái sự giải quyết mà hài hòa nhất. Xác định công nhân, lao động là lực lượng nòng cốt tạo ra sản phẩm trực tiếp, đóng góp thầm lặng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nên nhiều hoạt động chăm lo cho họ đã là mục tiêu được các cấp công đoàn đặt lên vị trí trung tâm. Cùng với nguồn ngân sách của tỉnh, nguồn kinh phí công đoàn và các nguồn tài trợ từ đối tác, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đã được triển khai có hiệu quả, như tổ chức đối thoại xây dựng thỏa ước lao động tập thể, mang lại phúc lợi thiết thực cho người lao động, xây dựng các thiết chế công đoàn, thiết lập các địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người lao động. Chương trình Tết Sum Vầy, những chuyến xe nghĩa tình được công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục tỷ đồng, đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn được trở về quê vui xuân đón Tết trọn vẹn. Tôi rất vui và cảm động khi nhận được tấm vé nghĩa tình từ ban tổ chức công đoàn trao tặng. Và đây cũng là món quà vô giá mà dành cho những công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi có thể có một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Tụi em cảm thấy rất là vui và phấn khích nữa.
Tuy là cái món quà nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ góp phần rất là lớn để cho tụi em có được một cái Tết ấm no. Bước vào tuổi 25 trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đến hoạt động của doanh nghiệp và cuộc sống của người lao động. Chính vì vậy mà nhiệm vụ được cả hệ thống công đoàn ưu tiên hàng đầu hiện nay là phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, chăm lo bảo toàn đội ngũ. Với phương châm mỗi đoàn viên công đoàn là một tình nguyện viên, mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lây lan trong các doanh nghiệp và trong toàn cộng đồng. Đã có 1.077 tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Hơn 10 tỷ đồng đã được các cấp công đoàn chung tay ủng hộ quỹ vaccine cho công nhân. Về phía công ty thì rất là cảm ơn tỉnh đã cung cấp cái chương trình rất là kịp thời trong cái thời điểm này. Thì việc tất cả người lao động đang lưu trú tại công ty được tiêm vaccine trong cái thời điểm này sẽ giúp cho người lao động cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình vừa lưu trú vừa sản xuất tại công ty và cũng góp phần phát triển hơn trong cái quá trình ứng phó chống dịch của toàn tỉnh mình. Bên cạnh các hoạt động chung tay phòng chống dịch, công đoàn các cấp còn triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tiêu biểu như hỗ trợ gói dinh dưỡng 1,753 tỷ đồng cho đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hỗ trợ 30.000 túi an sinh công đoàn trị giá 6 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Vận động 2.820 phòng trọ giảm giá cho công nhân, người lao động tương ứng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Vận động hơn 26 tấn lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm trao tặng cho công nhân lao động khó khăn tại các khu công nghiệp. Chuỗi hoạt động tình nguyện của các cấp công đoàn giữa đại dịch sẽ mãi là những hình ảnh ấm áp, khắc sâu trong tâm trí của công nhân lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lần thứ tư doanh nghiệp đã thực hiện phương châm 3 tại chỗ với 1/2 công nhân lao động. Số còn lại phải tạm nghỉ việc vì đơn hàng không bù cho những chi phí phát sinh. Trong lúc khó khăn nhất, cũng nhờ tổ chức công đoàn kịp thời trợ lực mà công ty chúng tôi đã vượt qua. Hôm nay thì chúng tôi đã phục hồi, tái sản xuất, đảm bảo thu nhập cho tất cả anh chị em công nhân. Kế hoạch năm 2022, công ty tôi sẽ mở thêm chi nhánh và mở rộng thị trường. Chắc chắn việc phát triển tổ chức công đoàn vẫn là sự ưu tiên hàng đầu trong chuỗi phát triển của chúng tôi. Khi đời sống vật chất tinh thần của công nhân, người lao động đã được đảm bảo, thì bản thân họ chính là nhân tố tích cực, chung tay cùng tổ chức công đoàn Bình Phước, tập trung triển khai nhiều giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới, theo nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Cũng từ đây, hệ thống công đoàn sẽ phát huy hơn nữa năng lực của mình trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đời sống công nhân, viên chức, lao động, thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng. Có được diện mạo hôm nay thì công đoàn Bình Phước cũng trân trọng, tri ân sự lãnh đạo sát sao, quan tâm, tin cậy và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, sự đồng hành, nắm chặt tay của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, sự nỗ lực, nhiệt huyết, tận sức của các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động toàn tỉnh trong suốt những năm qua. Thời gian tới, Bình Phước sẽ có nhiều vận hội để cất cánh. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển nhanh và bền vững. Công đoàn Bình Phước xác định trách nhiệm tập hợp, thu hút người lao động vào công đoàn, hỗ trợ, động viên, đoàn viên người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, năng lực làm việc, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp tích cực cho sự cất cánh đó của quê hương Bình Phước. Công đoàn Bình Phước xin được gửi gắm niềm tin và cũng chính là mong muốn, kỳ vọng đến tất cả cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh nhân dịp công đoàn Bình Phước tròn 25 năm phát triển. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, công đoàn tỉnh Bình Phước đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 và huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì vì những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, của sự nghiệp công đoàn. Niềm tin mới, khí thế mới, trang sử của công đoàn Bình Phước tuổi 25 sẽ được viết tiếp bởi những gam màu tươi sáng.